Múc cá tươi à? Múc uống cá kép. Ôi dù. Đấy. Lâu lắm rồi mình Hiếu không gặp chú vô gia cư rồi. Không biết là đi đâu về. Bó chi à? Hả? Cho chị. Ô, mà còn chua. Như kiểu cái quả ó bò bò mà nó sẽ rất nó. Nó to chưa to? To à. Ờ, ăn được. Có cái củ này thì mới dám nó, không thì mới dám nó. Lâu quá không gặp chú vô gia cư rồi. Còn. Đấy. Mu chay à? Mu chay à? Chay xếp la. Đi ở nhà em Vân về đúng không? Còn. Em Vân chỉ còn chỉ nho chê thôi. Hai chê lại. Chỉ nho chê. Em Vân mu xính mình cho có bia. Ờ. Đấy, thôi mu chay đi. Mu. Ờ mu ô tô chay đó, ô tô khách tao đó, khách tao một chỗ nữ. Đấy. Lâu quá rồi. Ô, cái này nó chỉ tàu á. Tàu à. Hả? Tàu chỉ tàu. Tàu à. Cái này củ thế nào? Ừ. Ồ, cái này là cái củ như kiểu cái củ ở trong rừng ấy, ăn được. Cái củ này là người dân là trồng thôi. Ừ. Ăn được. Nó tàu. Tàu. Được. Ăn được. Sẽ cho nó tàu à. Ờ. Đấy, lâu quá rồi. Bởi vì là nếu mà đi tìm còn khó đấy. Thì thoảng mới có dịp gặp một tí của chú thôi. Nhưng mà hôm nào cho em Vân cho mấy cái áo nhá. Đấy. Đấy, không chỉ ấy. Đâu nhau là như vậy. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Có lẽ là lần hôm nay là lần đầu tiên Minh Hiếu được đưa tất cả quý vị đến với ngôi nhà của em Say Súa. Lúc mà làm nhà ấy, lúc khởi công làm nhà, Minh Hiếu cũng có đồng hành một vài lần cùng em Hiệp Tam Giác Mạch đến để giúp đỡ em Say, bởi vì là lúc đấy em Say đang đi học, em Súa cũng đang đi học, nên là nhà không có người nào cả. Ngay từ cái hôm mà có một cái xe xi măng đấy lên, là hôm sau là rất là nhiều xi măng mà phải nhờ em Vân rồi là team của anh em Tam Giác Mạch đấy. Thì từ đấy đến đây thì cũng khá là lâu đấy, cũng khá là lâu Minh Hiếu chưa một lần đưa tất cả quý vị đến với ngôi nhà của em Say Súa. Thì hôm nay là tiện tạt qua nhà em Vân có chút việc, thì hôm nay Minh Hiếu sẽ đưa tất cả quý vị đến với ngôi nhà của em Say Súa xem là đẹp như thế nào nhé. Đấy, thì thực sự là Minh Hiếu cũng đã rất là nhiều lần đến đây rồi, đến chỗ nhà em Say rồi đấy, nhưng mà chưa vào nhà lần nào. Đấy, sau đây xin mời tất cả quý vị cùng di chuyển vào bên nhà nhé, trong ngôi nhà của em Say. Hiện tại thì hơi nắng một chút. Chào em Say nhá. Chào Súa nhá. Chào hai em nhé. Say với Súa là có quang ở đây à? Đấy, bên trong ngôi nhà của em Say Súa. Nhà đẹp quá, nhà Say nhà. Bát mẹ ở gần hai mũi tre luôn. Sao bóng điện này ban ngày không tắt đi em? Dạ. Bóng điện này để sáng. À, cứ để sáng à? Bóng đèn năng lượng mà nhỉ? Hả? À. Năng lượng không? Dạ. Em uống nước. Từ hôm đi viện sức khỏe như nào rồi em? Ổn định chưa? Hả? mấy hôm đó là đi học rồi nhỉ? Đấy, hôm đó là Minh Hiếu cũng vào vội vào bệnh viện thăm em Say, là cũng lúc đấy em Say là đi viện, may có anh em team của Tam Giác Mạch đấy, kịp thời đưa em ấy đi viện, bởi vì sốt rất là cao. Lấy sốt cao nhỉ? Em không biết được. Nằm ly bì luôn. Em biết hả? Chắc là đi câu cá, đi đánh cá nắng nữa đúng không? Đi cắt cỏ. Đấy, em đi viện em vẫn nhớ cái gì hết chị. Lúc em nhớ về gì thì phải chung điện. Thế bây giờ sức khỏe như bình thường chưa em? Bình thường nữa. Như bình thường gì? Thế là tốt rồi, chịu khó ăn đúng không? Em đi học là ở trường cả ngày hay là về nhà? Đi đến buổi trưa thì về nhà xong thì đi đón xuống đi học rồi. Đón xuống á? Xuống là học lớp 6 nhỉ? Uống nước đi em, xuống không nước à?
không ạ chứ. Cho tôi qua anh em bên nhà trên này. Thế thì mình Hiếu sẽ đưa tất cả quý vị xem bên trong ngôi nhà của em Say một chút, thì chắc là các cô bác cũng đã xem rất là nhiều trên kênh của em Hiệp rồi. Đấy. Thì hôm nay mình Hiếu tiếp tục đưa gửi đến tất cả quý vị xem một chút bên trong ngôi nhà, bởi vì hôm nay là đầu tiên mình Hiếu được bước chân vào ngôi nhà này. Đấy, anh đến đây nhiều rồi chưa vào nhà Say nhỉ? Đấy. Có một lần anh nhớ có một lần là lúc đấy anh em thợ đang xây móng nhà em ấy. Hôm nay anh đi mua kem về cho anh em ăn. Hôm đấy rất là nắng. Nhưng mà em Say toàn đi học thôi, có ở đấy đâu. Yeah. Trong này có mở được không? À. Ấy giờ. Úi giời, đẹp phết nhỉ. Thế xuống một phòng, Say một phòng à? Bên này Say là phòng bên này à? Này quên bật điện hơi tối tí. Ai già, giường tủ, à cái tủ hôm nọ anh Hiệp mang vào đây đúng không? Đẹp quá nhỉ, tủ này bền lắm. Thế xuống có một cái tủ à? Có một cái mà. Alo, thế là hai anh em mỗi người một cái. Đẹp quá đấy, gọn gàng, chắc ít tủ đây rồi đúng không? Em toàn ở nhà bác dưới kia thôi đúng không? Thì thoảng cũng phải lên đây ở, không nhà nó mốc đấy. À xuống là bên này, phòng bên xuống bên này à? Ai già cũng như thế. Đẹp quá. Ở đây tối mà mở cửa này cho đẹp à? Ở đây mát lắm đấy nhỉ? À đây. Đây, có một cái view rất là tuyệt vời. Nhưng mà hiện tại nó đang nắng ấy, thì nên đóng vào nhỉ. Không có là nắng nó vào nhà nó hấp hơi ấy. Hay em đóng vào hộ anh. Quá đẹp luôn. Cái tủ này thì màu hồng thôi, như nhau hết. Cái này khác rồi. Khác à? Cái này giống như cái của nhà anh à. Đấy, tủ này, tủ tôn này rất là bền luôn. Tủ này bền lắm em ạ. Đấy, có cái gương thi thoảng là chải đầu, chải tóc ấy. Tiện thể luôn em ạ. Quá đẹp. Tủ này, chính tủ này là đẹp hơn, chắc bền hơn tủ nhựa kia. Nhựa mỏng kia bây giờ nó ấy lắm. Đẹp quá nhỉ. Rồi, hai phòng ngủ. Đây là bếp à em? Bếp công trình phụ là ở đây đúng không? Ai à, cũng sạch sẽ gọn gàng quá. À, công trình phụ bên này luôn. Chỗ này là ra là sau vườn à? Vườn là có cái gì đây không? À chưa trồng gì à? À mai trồng rau đây được em ạ. Vâng, trồng được. Cũng định trồng rau đây đúng không? Vâng, quyết định là trồng rau đây. Ờ. Chắc là phải để cái này đi làm. Hả? Để lấy mấy tấm ván này đi làm nhà của anh Sính. À mấy tấm ván này á? Để. À đây, cái không gian bếp đây. Chặn bát đẹp rồi. À đấy, điện sáng trưng. Cái bếp này nấu ăn bao giờ chưa em? Nấu rồi. À. Chịu khó lau chùi sạch sẽ đi nhá. Nấu xong là lau đi luôn. Đấy. Cái tủ này quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Lên đây là phải ăn cơm đây rồi nhỉ em nhỉ, đúng không? Bếp ga xin sò. Cái này là siêu tốc à? Đun tần đun siêu tốc à? Vâng. Đi học mới. Quá đẹp.
Cô em gái Súa thì Súa chịu khó lắm nhỉ, quét dọn sạch sẽ ở chỗ này. May là có đây này, có hai cái, có hai bụi tre nên là mát, rất là mát, ra ngoài còn mát hơn. Xin chào anh. À, dạ. Xin chào Quyết nhá. Xin chào tất cả khán giả của anh Hiếu nhá. À, đấy. Mát không anh? Ồ, chỗ này mát thật. Vì tre này thì lâu lâu phải phát đi một tí. Đấy. Không kiểu nhiều. Cái cành nó thò vào đây. Lá cây nó rơi rụng vào đây nhiều. Trước là phát đi một lần nữa, em phát đi một lần. Đợt anh em mình lên chả thò hết về đây nữa nhỉ. Bởi lúc làm móng. Chỗ này là mát nhất đấy. Chỗ này phải nói là chỗ này cực kỳ mát. Anh em thợ toàn ngồi đây ở cái góc này thôi. Ở góc này làm thôi. Nhưng mà trước mua được đất ở bên này thì đổ sang bên kia thì làm một chỗ bán hàng ở đây đúng không? Đây. Thích không? Bán quán bia ở đây. Ừ nhà. Chỗ này mà mua chéo chéo tầm này thôi nhỉ. Là làm mới đến đây thôi. Đây. Là hết rồi. Ông vẫn là đất của ông trên này. Ông xây nhỉ. Là xây nhỉ. Ông kia bảo là lá hết ngón trên này đi thì chắc là tầng cổ kia. Ông kia bảo bên này. Ông chịu hết bọn. Chỗ cái này là chỗ team rồi, còn bên kia của họ rồi. Thì đất bảo là chỗ này mà nếu mà làm một cái tam giác về đây ngồi ở đây uống nước, quán nước là xây, sau này là bán nước đây là ok đấy. Đây còn sắp định mở cửa hàng tàu lá nữa đúng không? Không, sau này em cái nhà của em gần đường này thì bán đồ được mà. Bây giờ là bán như này chặn đầu của cái là chính, nhưng mà ở bên kia nó tiện hơn. Mỗi cái này thôi, cái này băng nhà chứ. Quá mát. Đây, cái view đằng sau này. View đằng sau thì các bác đã được Minh Hiếu quay một lần đợt ấy rồi, đợt trước, đợt lâu rồi. Cái video cũng khá là lâu rồi. Dưới này mà mua bò lên dắt bò thả đây nhờ anh Hiếu nhỉ. Ồ, chỗ này mà rào vào làm cái trang trại dê ấy nhỉ. Quá đẹp luôn. Chỗ này toàn, đằng sau này toàn cỏ mà chả trồng gì cả. Cỏ hoang thôi. Cỏ tự nhiên thôi, không trồng gì. Chắc kiểu trồng ngô cũng không nên đâu. Đất này rất là cằn luôn. Đấy. Quá đẹp. Đây cái ấn tượng ấn tượng anh ấn tượng nhất là cái bộ sofa này. Đẹp thật. Hôm trước có bác bảo em kê lại nhưng mà chỉ kiểu chữ L ấy. Sợ có nhà nó hẹp hơn. Kê thế này đẹp thôi. Kê như là vừa gọn đúng không? Thế bây giờ kê chữ L nó lại thêm ra góc bên này nữa. Thì lại đẹp. Hôm như này là đẹp rồi. Bộ này là đẹp nhất đấy. Nè. Trong là đắt đấy. Đắt là những bộ gỗ kia. Nè. 5 triệu. 5 triệu bộ này. Nhìn đẹp đấy. Gỗ thì 3 triệu rưỡi. Bộ nhà anh Vân. Bộ nhà anh Vân này là 3 triệu rưỡi à? Nhưng mà gỗ thì nhưng cái này thì nếu mà mùa hè thì nó hơi nóng tí. Thích có cái tivi ở kia nữa. Bác tôi ngủ trên cái ghế thôi. Hôm qua bác đi ngủ lên đúng không? Bác đây ngủ. Bác say à? À trên cái ghế không được ngủ nữa, bác ngủ lên ngồi trên giường. À cái này gắn cái này làm sao? Cái này vừa say ngủ thôi. Say ngủ cái này được. Kê thêm một cái nữa mới được. Ờ đúng rồi, kê thêm cái nữa. Nó ngủ. Là hai cái gối ở đây, nhưng mà có bác nào xem được video này thì có thể tài trợ cho em xây một cái tivi ở đây treo ở đây đấy, nhưng mà một góc là chưa có tivi nhỉ. Nếu có tivi ở cái góc kia mà ngồi đây xem tivi là hợp lý luôn đấy. Xây vẫn không thích xem phim đâu. Nhưng bác có mấy cái bộ đĩa bằng phim mạ trước anh xem thế năm nay là say với Súa là đi học cùng một trường luôn à? Cấp 2 luôn đúng không? Bây giờ có xe thì đỡ. Hai anh em đèo nhau đi nhớ đội mũ vào đấy chưa? Đúng. Đi chậm chậm thôi. Công an không bắt đâu đúng không? Kiểm tra giấy tờ là cho đi được. Kiểm tra giấy tờ. Cái biển là say là 16 tuổi chưa nhỉ? 16 tuổi rồi đúng không? 15 tuổi. Say mà? 15 tuổi. 15 tuổi à? 10 tháng. 10 tháng là được. Thế cái xe kia là nó 16 tuổi cho nên. Vâng. À. Và
cái đèn năng lượng của anh Minh Hoàng cho đấy đúng không? Tí về tắt đi không đêm nó tự động nó lại bật đấy, tưởng là ai ở trong nhà nhưng mà bên ngoài bên quán. Không, nhưng mà em phải tắt đi thì cũng không tí biết tắt rồi mà. Nó tự động tắt à? À. Không, nhưng em cũng tắt đi là kiểu mưa to ấy. Nó con gì nó bay vào nhà bẩn lắm. Con mối ấy. Để chị đấy. Em tắt được mà. Tối có sáng không em? Sáng hơn mối này không? Tối vẫn sáng hết. Sáng hết à? Em đã thử nó được khoảng bao nhiêu lâu chứ? Tầm 2 tiếng, 3 tiếng, thắp liên tục. 3 tiếng rồi nhỉ? Trời nắng thì lâu nữa. Không, cái này là tiết kiệm điện ạ. Cái này tới này anh có điều kiện là không muốn. Mất điện. Mất điện cũng chơi được đúng không? Mất điện nhà, người ta mất điện nhà mình vẫn sáng là được rồi. Đỡ hơn thắp dầu hỏa đúng không? Với nhà bác say đấy mà mất điện thì thắp dầu hỏa. Hay là như nào? Cần mấy cái đèn kia đi cho. Mấy cái đèn ngủ trước của bà Phượng rồi à. Thì co cho là hai cái này. Nó bảo là cái này cần không cho ai nữa đi, bảo là cần được sợ mất đấy, ở trẻ con thì xách đi sợ ếch sợ cá. À, cái đèn tiết kiệm điện gì á? Để bóng kéo cái kéo à. Cái đèn đấy kia. À, không phải đèn tiết kiệm điện là gì? Nó bảo là có lúc mất điện thì sợ có giảm. Đúng rồi, đèn kia treo sáng rồi. Vâng. Xay uống nào xay. Bốn giờ mới về nhỉ? Về muộn một tí. Ba giờ. Bốn giờ mới về. Chiều nay có phải đi tắt cỏ không? Chiều em đang nghỉ nốt là hôm nay với ngày mai đây đúng không? Nghỉ nó là 9 này. Ngày mai đi rồi. Ngày mai đi không nữa? Ngày mai đi học bù. Ngày học bù những ngày nghỉ. Đi chạy tiết là mệt lắm, 5-6 tiết đi học. Chưa được về. Tôi em đang nghỉ từ thứ năm à? Không? À, thứ năm thì phải học bù thứ bảy à, chủ nhật rồi. Bởi vì cấp 2 và thứ bảy tôi đang nghỉ đâu. Cấp 2 và thứ bảy tôi nghỉ chắc là đi để dặn ngày mai các em là ngày kia là khai giảng là đi đứng đàng hoàng. Áo trắng của em, có áo trắng của em chưa? Có hết rồi. Có là có mấy bộ liền nhà đúng không? Chứ em mua thêm cho 2 bộ rồi. Của em mới có số áo trắng thì đầy hơi. Áo cái này mặc về phát là phải giặt luôn, ngâm xà phòng giặt luôn. Nhớ là mặc về là ngâm xà phòng giặt luôn, không có là bóc ngay. Cái áo trắng thì... Không có là bóc ngay đấy. Năm nay là học lớp 6 rồi, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay số bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Đấy. 12 tuổi là học lớp 6 đúng không? Thế là đi ngày xưa là em cũng được học thầy Phượng đúng không? Thầy Phượng dạy thể dục. Đấy, thầy Phượng dạy thể dục à? Năm ngoái em đi học được học sinh tiên tiến không? Học sinh xuất sắc ấy. Có được giấy khen không? Không được giấy khen á? Ừ. Vâng chứ. Lần sau là phải vâng nhé chứ. Vâng, không là ừ nhé chứ. Vâng. Đấy, vâng nhé chứ. Người lớn nói là vâng, dạ, không được ừ nữa chứ. À, thì lúc đấy thì cũng nói chuyện với bé say một tí. Nhưng mà bé say đã đi có việc một chút rồi. À. Em hỏi cô nhớ dạy. À. Cô nhấn dạy. Cô nhấn á? Cô nhấn á? Cô nhấn. Cô nhắn dạy em á? À. À. Trước là em cũng học ở Kéo Hèn đúng không? Ừ. Thế chính được là bây giờ vẫn học ở đấy à? Học ở em luôn. À. Chính được là vẫn học đấy. Từ cái chỗ nhà bác say đi học ở chỗ Kéo Hèn kia có sang đi bao nhiêu lâu? Đi 6 giờ đi. 6 giờ đi rồi á? Ừ. Đến là 7 giờ. Chơi một tí à, 8 giờ học. 8 giờ học. Đây thì hôm nọ Minh Hiếu có một cái video vào thăm em say. Thì rất là thương. Bé Súa là cũng với hai anh em chăm sóc nhau thôi. Đấy, say với Súa. Anh say thì đang nằm viện thì Súa chăm sóc. Đấy, bởi vì là không có bố mẹ nên là cũng rất là tội các em.
từ giặt giũ rồi ăn uống mọi thứ. Đợt đấy là em giặt quần áo cho anh xay hết à? Về về nhà giặt à, nhưng mà em về là về ai đón em về ở bệnh viện đấy? Anh Hiệp. Anh Hiệp đón về à? Tức là từ hôm vào viện là em với anh xay là ở đấy, nhưng mà từ đến đến lúc ra viện luôn. Không không. Xay đi trước anh, nhưng mà em đi. À, ngày hôm sau chứ? Ngày sau, ngày hôm sau. Em bé Xúa thì không nói tiếng phổ thông nhiều lắm. Học lớp 6 rồi nhưng mà chịu khó nói nhiều vào, nói ít quá. Nói nhiều vào thì nó mới... Nói chung là nói lưu loát thì mới được. Thế ở lớp các cô chả gọi lên đọc bài suốt à? Con có đọc tốt không? Em đọc tốt. Tốt thế sao nói bình thường này nó nói hơi kém đúng không? Đấy. À, anh dặn là người lớn nói là phải vâng này, dạ này. Vâng này, dạ này, không được ừ này, nhớ chưa? Không được ừ nhớ chưa? Em là quen là toàn ừ đúng không? Đấy. Phải vâng này, dạ này. Đấy. Người lớn nói là phải như thế. Kể cả các bác hỏi cũng thế nhá. Các bác đến chơi nhà mình là cũng chào hỏi, chào bác, chào anh, chào chú nhá. Đấy. Thì mới cứ cứ tập nói thì sẽ khắc quen thôi. Đấy, bởi vì là cái thường thường trước mình hiểu cũng vậy mà. Nghĩa là nói cái tiếng dân tộc ấy, đối thoại với nhau thì có thể là vẫn là ừ. Đấy, nhưng mà nói ở góc độ tiếng phổ thông, tiếng để xã giao ra bên ngoài thì ừ thì lại không 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 hay rồi. Đấy. Nên là phải vâng dạ. Đấy. Chiều là mấy giờ em đi cắt cỏ? Chiều không biết. Hôm nào anh xây về thì mới đi à? Không phải đi bác về nhà bác bảo xong mới đi á? Ừ. Bác bảo đi là mới đi đúng không? Nhưng mà nhớ là lúc nào trời râm râm mới được đi nhá chưa? Vâng. Trời mát mới được đi này. Bởi vì hôm nọ anh say là bị ốm là đi cảm, đi nắng cảm đấy. Đi nắng quá. Và nhớ đội mũ vào. Vâng. Đội mũ vào, đội mũ xong là đi ủng, có nhà có ủng đi không? Đi cắt cỏ này không sợ con gì cắn à? Có ủng đến đây không? Không đeo đến đây không? Không đi ủng bao giờ toàn đi dép à? Nhớ là phải đi ủng vào. Đấy, sợ con rắn này. Đi ủng vào lên cao này mà không sợ con rắn chứ. Đi cắt cỏ có từng gặp con rắn bao giờ không? Có, lúc trước là em đi cắt cỏ. Em mang cỏ về, mang được con rắn. Mang con rắn về nữa. Con rắn xanh xanh nghe đúng không? Vâng. Con rắn xanh nghe rắn rắn gì? Con rắn. Màu đen à hay là màu xanh? Đấy, con rắn xanh thì nó độc lắm. Đấy, màu xanh như thế này đúng không? Màu xanh này đúng không? Đấy. Con rắn này rất là độc đấy, ăn rắn lục. Bác đi chặt cỏ, bác thấy. Thế là buộc vào bó cỏ luôn à? Về nhà luôn. Bác đánh cho nó chết, bác mang đi vứt. À. Bác trừ em. Còn đấy là rắn độc đấy. Bởi vì là nó mình đi cắt cỏ ấy, nó màu như cái cỏ ấy đúng không? Màu nó màu như lá cỏ ấy, nên là mình không biết nó là cái cỏ hay là con rắn, nó ngụy trang đấy. Nó ngụy trang cái màu màu da của nó thành màu xanh ấy. Thì mình tưởng là cỏ nên là không để ý là cắt phải con rắn đấy. Nên là đi cắt là để ý một tí. Nó lúc nào trời nó mát nó đi. Cái ngày ngày sáng sáng nay đi cắt cỏ rồi đúng không? Đi. Sáng nay em đi mấy giờ? Đi. Không biết buổi sáng em. Cứ sáng sớm là đi à? Ừ. À. Ngày nào cũng thế à? Ừ. Trừ ngày đi học thôi đúng không? Đi học là không đi cắt cỏ, bác đi cắt. À, đi học là bác đi cắt đúng không? Đi học thì có thời gian không? Thế Súa năm nay học ăn ở trường luôn à? Có được ở trường không? Có được ăn cơm không? Không, em ở kéo 2.
lúc em ở đây là cô bảo là em vào đây là cô cho ăn cơm. Ở đây mới được ăn cơm á? Ở đây xa mới được đúng không? Ở kéo hẻm là gần là không được ăn cơm đúng không? Đấy. Thế là mai bảo cô giáo là em ở đây thì mới được ăn cơm chứ. Không là đi học trong sáng, trưa lại về ăn cơm, chiều lại đi học, chiều buổi chiều có học không? Buổi chiều á? Vâng. Buổi chiều em học buổi chiều, sai học buổi sáng. À, sai. Anh sai là học buổi sáng? Sai học ở lớp, sai không có trường. Không có lớp đúng không? Lớp nó đang xây đúng không? Các bạn làm một cái trường là sau là sai lớp 8, lớp 9 lên rồi lớp 6, lớp 7 học. À, nghĩa là anh say là học lớp 8, lớp 9 là học buổi sáng đúng không? Còn lớp 6, lớp 7 như xuống là học buổi chiều à? Học buổi chiều. Học một buổi thôi đúng không? Sáng là vẫn ở nhà đúng không? Đấy. Là sau trường là say đi học lớp kia à? Trường kia đang xây trường mới à? Trường mới là các em đi, các em rất là đi xong là về lớp, xong là muốn về. Thế nói chung là nếu mà hai anh em mà đi học cùng một buổi thì nó dễ hơn. Không đi say là đi buổi sáng, xuống là đi buổi chiều thì thế. Nhưng mà chiều em đi học thì sáng là vẫn phải đi cắt cỏ đúng không? Đấy. Buổi chiều mà say. Buổi chiều. Say về, say đi cắt cỏ. Đấy. Em không đi cắt cỏ. À. Thì đi học về là tối rồi, nhìn làm sao đi cắt được cỏ nữa đúng không? Đi học về là tối rồi. Đấy thì hôm nay là mình Hiếu cũng đưa tất cả quý vị vào đến nhà em say súa, gọi là mình Hiếu tạt qua chơi thôi. Đấy. Nghe và thăm thì nó cũng to quá, gọi là tạt qua chơi để tâm sự cùng em say súa một chút thôi. Bởi vì là mình Hiếu cũng nói xin phép tất cả quý vị là nói ở phần đầu rồi là mình Hiếu cũng chưa quay, chưa được bước chân vào nhà say bao giờ. Đấy, từ cái hôm làm nhà đến giờ. Đấy, làm nhà thì cũng được lên vài lần, nhưng mà làm nhà xong là chưa được vào bao giờ. Hôm nay mới được vào, hôm nay anh mới được vào lần đầu tiên ấy. Nhà đẹp quá, nhà quá đẹp, phải nói là quá đẹp luôn. Một cái ngôi nhà mà nếu mà hai chị em, hai anh em mà có một cái ngôi nhà như thế là có ok rồi. Đấy, sau này là chỉ có làm ăn thôi, phát triển kinh tế thôi, nhà cửa không phải lo rồi. Đấy. Mà tới đây như kiểu ở cái phần đoạn giữa mình Hiếu ấy, nhưng mà tới đây mà mua được một đất, mảnh đất ở ngay chỗ cổng này thì có thể là buôn bán, bán hàng, hàng khô hay là hàng gì đó để phục vụ bà con ở đây được. Bán hàng không biết, bán hàng đo. Bán mai kè cho như kia mua một tí, mai kia à, cái chỗ này thì đây này, chỗ này mình Hiếu xin phép nhá. Xin phép đi qua đi. Đây cái chỗ này thì nó hơi gần đường một tí. Đấy, tới trước thì chắc là em Hiệp tính là mở chỗ này bán hàng đúng không? Đấy, chỗ này bán hàng thì hơi gần một tí, hơi gần đường. Gần đường quá. Anh em cái nhà rộng nữa là quá ok thôi. Đấy, thì mình Hiếu xin phép tạm dừng video đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đấy. Xin chào. Xin chào các bạn. Đấy.